mỡ máu này, rồi huyết áp, rồi tiểu đường, gần như tất cả những cái bệnh đấy nó đều xếp vào những cái bệnh gọi là bệnh mãn tính hay bệnh không lây, và nó gần như nó không điều trị khỏi hoàn toàn được, và chúng ta cứ phải theo mãi nó. Có thể là chúng ta có những trường hợp chúng ta phải điều trị suốt đời. Thế thì cái câu hỏi mà mỡ máu có phải điều trị suốt đời hay không ấy, thì nó cũng sẽ là tùy thuộc vào từng cái mức độ mà cái mỡ máu của chúng ta bị. Nếu như mà chẳng hạn như một cái người mà chúng ta vừa có mỡ máu cao ấy, mà lại có sơ vữa động mạch trước đấy, hay là chúng ta có những cái bệnh lý như là cái nguy cơ mà chúng ta có cái nguy cơ cao, cái này thì người ta thường đưa vào trong cái bảng để người ta tính yếu tố nguy cơ, thì gần như là chúng ta bắt buộc chúng ta phải điều trị suốt đời rồi. Cái việc lúc đấy là cái việc mà chúng ta uống cái thuốc mỡ máu, một phần nó là giúp cho cái giảm mỡ máu, cái phần thứ hai nữa là chính cái thuốc mỡ máu đấy nó sẽ làm cố định của cái mạng sơ vữa, tránh cái việc mà cái nhạch mạng sơ vữa nó sẽ bong ra và dẫn đến những cái tai biến của chúng ta, nên là gần như là uống hàng ngày. Tuy nhiên thì cũng sẽ có một số những trường hợp mà khi mà mỡ máu của chúng ta chỉ hơi cao thôi, đặc biệt là những người mà chúng ta đang còn trẻ tuổi này, mỡ máu hơi cao và chúng ta không có những yếu tố nguy cơ như là chúng ta siêu âm chúng ta không thấy có vấn đề liên quan sơ vữa động mạch, hay là chúng ta cũng không có đái tháo đường hay là tăng huyết áp gì cả, thì đối với những trường hợp đấy thì có thể là chúng ta có những trường hợp chúng ta chỉ cần thay đổi lối sống, thay đổi chế độ ăn, có thể bổ sung thêm omega 3, và sau một thời gian nếu như mà cái mỡ máu nó chuyển xuống ngưỡng bình thường thì chúng ta không cần phải điều trị nữa, và chúng ta chỉ cần thay đổi cái lối sống, cái chế độ ăn đấy thôi là được rồi. Nhưng cũng sẽ có những cái trường hợp mà nó cái ngưỡng nó hơi cao một chút, và cũng tùy quan điểm của từng bác sĩ, và có thể là các bác sĩ đấy người ta sẽ là hạ cho uống thuốc huyết áp, cho uống thuốc mỡ máu để mà giảm cái mỡ máu đấy, cộng với cái việc mà thay đổi lối sống, thay đổi chế độ ăn và bổ sung cái omega 3. Và sau đó thì một thời gian thì người ta thấy là cái chỉ số mỡ máu nó giảm xuống, và người ta sẽ dừng cái thuốc đấy lại và bắt đầu theo dõi tiếp trong vòng 3 tháng sau. Và sau 3 tháng sau nếu như mà nó lại tăng ngược lại thì lúc đấy lại phải tiếp tục là chúng ta uống thuốc, và có thể chúng ta có thể uống suốt đời. Còn nếu như mà sau đó 3 tháng sau và nó cứ duy trì như thế, nó không bị tăng lên nữa thì lại thôi, chúng ta cũng không cần phải điều trị. Thế thì ở đây nó sẽ phụ thuộc vào từng cái đối tượng hay là từng cái nguy cơ khác nhau. Đặc biệt là đối với những người mà có yếu tố nguy cơ cao, đã từng bị tai biến trước đây này, hay chúng ta có tình trạng là sơ vữa động mạch này. Sơ vữa động mạch thì chúng ta cần phải đi siêu âm để chúng ta sẽ phát hiện, hay chúng ta có những yếu tố nguy cơ cao, cái này nó sẽ đưa vào trong một cái bảng để chúng ta nhập xem là cái yếu tố nguy cơ chúng ta là bao nhiêu phần trăm. Cái này thường các bác sĩ người ta sẽ là nhập cho mình được. Thì khi mà chúng ta có yếu tố nguy cơ cao thì bắt buộc chúng ta phải điều trị suốt đời. Còn nếu như mà chúng ta chỉ có mỡ máu cao thôi mà yếu tố nguy cơ chúng ta thấp thì chúng ta có thể thay đổi lối sống, và nó khi mà nó đã giảm được cái chỉ số chúng ta rồi thì chúng ta không cần phải điều trị nữa. Thì đấy là một số những cái lưu ý của mọi người, đặc biệt là trả lời cho cái câu hỏi là mỡ máu có phải điều trị suốt đời hay không.